冥想suy tưởng. Đặt một chiếc gối tròn nhỏ sau lưng, nơi chỗ eo. Từ từ ngả người nằm ngửa ra. Hai chân cong lại, mở rộng bằng vai. Hai tay mở rộng ra sau, đặt sát sàn nhà. Nhịp thở tự nhiên và đều đặn. Sau đó, xoay người nằm nghiêng sang phải. Tay trái chống đất ngay vị trí trước mặt. Từ từ xoay nằm ngửa trở lại. Hai tay đặt xuôi hai bên. Hít thở nhịp nhàng.